Clip này Trâm sẽ hướng dẫn cho các ba và các mẹ cách bế con như thế nào để giúp cho con không bị gù lưng nha. Ví dụ như mình đang ôm một tư thế này này, em nhìn này. Mà bây giờ muốn con bế bắt tay á, thì này, em sẽ dùng toàn bộ cái cẳng tay của em đỡ toàn bộ cột sống thắt lưng của con này. Được chưa? Cái phần này em sẽ đỡ gáy gáy con á. Để vậy chắc cho chị nha, chắc cái tay chỗ này nha chị này. Rồi cái tay này đưa qua em ôm mong con. Và em sẽ tì vào hai điểm. Thứ nhất là cái gáy này và cái mông này. Và cái tay này cũng sẽ đỡ luôn ở cái lưng của con nha. Rồi em sẽ cúi người em xuống. Cúi người em xuống nha. Rồi đưa em bé lên. Đưa em bé lên thật là cao. Mạnh dạn lên cho chị. Đưa em bé lên thật là cao. Sau đó em sẽ ngửa người em đằng sau nhé. Người của em phải ngửa ra sau đến chi để cái cột sống của con nó tựa vào. Khi mà cột sống của con nó tựa vào em á, thì hoàn toàn là nó không có một chịu một cái áp lực nào hết. Cho nên là em bé không những là em bé không có bị gù lưng mà em bé còn cảm thấy rất là thoải mái. Chị thấy là 10 bé thì hết 9 bé đều chịu cách này và hoàn toàn không bị gù lưng. Nếu như mà em có cái kỹ thuật ẵm con tốt này, thì ba cái điểm này em luôn nhớ ba điểm này. Gáy con, rồi cái lưng này và cái mông con á, luôn luôn có điểm tựa thì mình sẽ rất là chắc chắn mà em bé không có bị gù lưng đâu ha. Mình nhà thực hành tốt nha.